Dàn nghệ sĩ nổi tiếng làm phù dâu phù rể cho lễ vu quy của Lê Phương, ca sĩ Nam Cường, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Thúy Diễm, Dương Cẩm Linh v.v. xuống chào vinh bưng quả cho vợ chồng Lê Phương. Sáng ngày 8 tháng 8, lễ vu quy của Lê Phương diễn ra tại nhà bố mẹ của cô ở Chà Vinh. Dàn phù dâu gồm toàn nghệ sĩ nổi tiếng là bạn bè thân thiết của Lê Phương. Dàn phù dâu từ trái qua gồm diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Thúy Diễm, Dương Cẩm Linh, Thanh Trúc, MC Đỗ Phương Thảo, ca sĩ Sơn Ca. Họ chụp ảnh cùng bố mẹ của Lê Phương và nhà thiết kế Minh Châu và MC Quỳnh Hoa. Dàn phù dâu dí nhảnh chụp ảnh selfie bằng điện thoại. Bé Cà Pháo, con trai của Lê Phương cũng góp mặt, bé khá thân thiết với các đồng nghiệp của mẹ. Khoảng 8 giờ sáng, dàn phù rể xuất hiện. Đội hình phù rể cũng nổi tiếng không kém, từ trái qua là ca sĩ Nam Cường, diễn viên Trương Minh Quốc Thái, Trung Dũng, ca sĩ Tùng Lâm, diễn viên Quốc Trường, nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm. Họ là những người bạn thân thiết nhất với Trung Kiên và Lê Phương. Trong số các phù dâu phù rể, có một số người đã lập gia đình như Nam Cường, Đỗ Phương Thảo, Thúy Diễm, Dương Cẩm Linh, Diệp Bảo Ngọc, v.v. Các nữ nghệ sĩ tươi cười khi nhận quà từ các nam đồng nghiệp. Dàn phù dâu phù rể đón chú rể Trung Kiên bước vào trong để hỏi cưới Lê Phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dàn phù dâu vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Dàn phù rể tạo dáng ngầu. Trưa nay, họ sẽ ở lại Trà Vinh dự tiệc mừng tân lang tân nương. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!